Nhất tâm định lễ bậc chánh biến tri minh hạnh túc thiện thế gian giả hưởng. Người đại diện hôm bố đáng nhận là phẩm phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ chúng con thành kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Yiga Nikaya do Châu dịch Việt, bài 34, kinh thập thường Dasutara Sutta, bốn pháp cần được sanh khởi 4.8 sẽ do thượng tọa pháp Tân giảng giải. Châu. Dạ, còn thành kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Còn kính ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thiên Tâm Địa Tử Phật. Kính chào Thượng Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, khi nói đến trí tuệ thì trong bộ Patisamhita Magga Vô Ngại Dạy Đạo tiểu bộ kinh trong phần luận giải vị trí nhà nó là tha, thì trong đó phân loại rất nhiều trí. Nhưng ở đây khi mà nói đến bốn loại trí là pháp mà cần được sinh khởi thì chỉ nói có bốn thôi. Và trong cái từ Pali thì không có cái sự thay đổi, nhưng mà trong cái phần nghĩa dịch thì có chỗ dịch vậy, có chỗ dịch khác.
Như ở đây khi mà nói đến cái trí thứ hai là anh có giác nha năng, trong bản dịch thì dịch là loại trí. Chữ loại đó mà chúng ta rất khó hiểu cái ý nghĩa, vì chữ loại đó nó chỉ là danh từ để chỉ cho cái thành phần này hay thành phần khác. Thí dụ như cây có bốn loại, hay là thú có bốn loại, vân vân. Thì chữ loại đó là cái từ mà để chỉ chung cho ý nghĩa. Còn cái chữ anh có giá nha năng ở đây thì y cứ vào, căn cứ vào cái ý nghĩa mà trong cái bộ quy phân giác, trong bộ nguyên phần kết nhà não nguyên phần vô là cái phần trí phân tích ấy, thì họ cũng có đề cập đến bốn loại trí mà đấu cái ý nghĩa. Thì ở đây chúng tôi mới dịch là y lệ trí, chữ anh đúng và chữ ánh giác, hình anh có giác. Thí dụ như cái chân lý đó ở quá khứ, cái chân lý này khi mà cái bậc giải thoát cái hiểu được như thế nào thì trong thời hiện tại cũng hiểu theo cái chân lý đó đi, và cái chân lý đó cũng được hiểu trong tương lai cũng là như vậy, như là bốn đế vân vân. Thì như vậy gọi là y lệ trí thay cho chữ loại trí ở trong cái bản dịch. Cái chữ parichat nha năng đó, thì chữ parichat ở đây ngày định sử ngày dịch là bí hành trí. Và ở trong này gọi là tha tâm trí, về ý nghĩa thì cũng là biết tâm của chúng sinh khác thôi. Nhưng mà paricchet ñana dịch là bí hành trí hay là tha tâm trí cũng được. Còn cái trục trí samatthi ñana thì xài các bản dịch chung nhau bị samatthi. Samatthi có nghĩa là giả lập hay là giả ước hay là ước định. Chúng ta xài chữ ước định gì, như chữ samatthi sacca là tục đế, thì như vậy thì trong bốn loại trí này là bốn loại trí từ sinh khởi, nó có liên quan đến đạo quả và cái trí tuệ mà ứng xử hàng ngày ta xài được. Thì hôm nay bài học sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải, và bây giờ thì xin mời cô Tiểu Bướng đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân giảng sư của ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, dạ chúng con thành kính đã dẫn nhập cho chúng con bài học hôm nay. Dạ sau đây con xin đọc bài chánh kinh.
34. Kinh Thập Thường Dasutara 4.8. Bốn pháp cần được sanh khởi. Bốn pháp cần được sanh khởi, sanh khởi. Dạ, cho con xin đọc bằng tiếng Bali một đoạn. Dạ. Chattaro thamma bahukara, chattaro thamma pavetappa, chattaro thamma bariniya, chattaro thamma bahatappa, chattaro thamma hanapaya, chattaro thamma visesa pagiya, chattaro thamma diviya, chattaro thamma upade tappa, chattaro thamma abhinaya, chattaro thamma tác dụng. Có bốn pháp cần phải biến tay, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Thế nào là bốn pháp cần được sanh khởi? Bốn trí: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. Đó là bốn pháp cần được sanh khởi. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp học Pháp sư Giác Giới biên soạn. 174. Bốn pháp cần sanh khởi: Upadetappa Thamma. Đây là bốn loại trí. Nhà nó. Một, pháp trí. Thamma Jnana, tức là trí trong bốn pháp đạo, trong bốn đạo bốn quả. Số 2, y lệ trí. Anjayana Jnana, tức là trí nhận thức tánh đồng của các vị thắng trí tứ đế, quá khứ hai vị lai, cùng đường lối giống nhau. Số 3, biến hành trí. Tức là trí biết rõ tâm tư của chúng sanh khác một cách tường tận. Số 4, thế tục trí. Sammatiññāna, tức là trí tuệ thông thường, trí ngoài ra ba loại trí trên đây. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp từ bi giảng dạy thuyết giảng này. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ con kính sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thể Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền lang tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay thì cái bài học của chúng ta là học đến bốn cái loại trí. Bốn cái loại trí này là một pháp cần được sanh khởi. Cần được sanh khởi. Trước tiên đó là khi nói đến trí, có lẽ là những điều gì đó mà qua cái sự hiểu biết của mình, bằng cái sự thông suốt ở trên mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực ở trong cái cuộc sống, thì bằng cái sự hiểu biết đó, thì đó được gọi là trí. Thì trên cái con đường tu tập hay là ở nhiều cái cuộc sống, ở trong cuộc đời đời sống hàng ngày, một người đó là có trí đó, thì
cái người đó họ sẽ dễ dàng là thành công trong cái công việc của họ. Và nếu như một người tu tập mà có được một cái lợi trí nào ở trên cái con đường tu tập của mình, thì đó là một sự tiến triển cũng như là cái kết quả đời sống tu tập của một cái vị hành giả. Trước tiên đó là nói đến cái lợi trí mà ở đây gọi là Thammayana, tức là pháp trí. Trong đạo Phật của chúng ta đó thường nói đến lòng từ bi và trí tuệ là hai cái pháp dường như là căn bản của Phật giáo. Thì khi mà để mà giác ngộ thành Phật đó, thì giác ngộ thành bậc thánh, thành Phật nói chung đó, thì những vị đó cần phải có cái trí tuệ, cái trí tuệ. Như vậy thì trí ở đây được nói tức là cái trí ở trong bốn đạo và bốn quả. Ở đây khi mà nói đến bậc thánh á, ví dụ như chúng ta thấy rằng là từ người phàm phu mà để trở thành bậc thánh tu đầu vờn, tức là bậc thánh sơ quả đó, thì trải qua rất là nhiều cái thời gian tu tập, về cái hạnh nguyện, về các cái pháp độ thực hiện, thực hành ở trong đời sống hàng ngày. Và để mà đắc được cái đạo quả đó, thì để trở thành một bậc thánh đó, thì vị đó cần phải có một cái trí. Khi nói đến cái trí ở đây, trí đạo, tức là chỉ cho cái nhà ná, tức là một cái giai đoạn mình nói rằng một cái người phàm phu đó, một cái người phu mà để trở thành một thánh tu đạo vờn, thì quý vị thấy rằng là ngay cả ở trong cái động lực của hiệp thế, tức là những cái tâm mà gọi là tâm đại thiện tương ưng trí ở trong giai đoạn đầu để làm cái việc mà chuẩn bị cận hành thuận thứ để mà chứng đắc đạo quả đó, thì những cái giai đoạn đó là những cái tâm mà gọi là tương ưng trí. Mà ở đây đó là những cái tâm tương ưng trí dục giới hay là tâm đại thiện tương ưng trí đó, thì mới có thể là phá tan bóng tối của phiền não được, mới có thể cắt đứt được cái phiền não được. Và đến cái giai đoạn mà tâm đạo sanh khởi, thì nếu mà vị đó là chứng đắc là sơ đạo để rồi trở thành một bậc thánh sơ quả đó, thì tâm sơ đạo sanh khởi lên. Thì cái tâm sơ đạo ở đây là tâm trí đạo, tâm trí đạo, tâm trí sơ đạo, trí sơ đạo đó, để mà sanh khởi lên đó, thì đoạn trừ những cái phiền não. Bởi vì ở đây nó không phải đương nhiên mà có thể là đoạn trừ được, mà là qua cái gì vị hành giả thường xuyên quán chiếu, thường xuyên có được một cái sự nhìn nhận bằng với cái định của mình, bằng với cái trí tuệ của mình. Đến một lúc nào đó thì cái tâm sơ đạo sanh khởi lên, thì thật sự là các vị ấy thấy được, nhìn nhận được bản chất của cái pháp của thế gian, bản chất của vô thường, bản chất của khổ, bản chất của vô ngã, thấy được những cái pháp như thực thể, thực trạng của nó. Và khi đó vị ấy mới nhàm chán, và thật sự là cái tâm sơ đạo sanh khởi lên. Mặc dù là tâm sơ đạo sanh khởi lên thì theo di diệu pháp chỉ có một tâm thôi, chỉ có một sát na thôi, chỉ có một sát na thôi. Và cái sát na đó nó nhanh lắm. Và mình thấy ở đây đó, với các ngài, các bậc thánh đó, các ngài ở trong cái thế giới hồng trần này, thế giới thế gian này, nó có nhiều cái lậu hoặc phiền não, nó có nhiều hoặc chướng ngại, nhưng mà các ngài không có bị vướng vô, hay là không có bị những cái phiền não trói buộc, do rằng tâm đã ly tham, tâm đã lìa bỏ những sự ràng buộc,
Và đối với bậc thánh tu đầu quần, đối với bậc thánh tu đầu quần thì các ngài tâm sơ đạo sanh khởi liền lên, thì liền sau đó là tâm sơ quả sanh khởi, sát na kế tiếp là tâm sơ quả sanh khởi. Đây đối với bậc thánh thì các ngài đoạn, bậc thánh tu đầu quần thì các ngài đoạn tận ba cái phiền não. Đầu tiên mà chúng ta thường được biết đó là về kiến chấp, về ngã, về về thân, về thân ngũ uẩn này không còn. Đối với cái sự hoài nghi về luân hồi, nghiệp báo, ân đức Phật, pháp tăng thì đối với bậc thánh tu đà quần không có còn, không có còn những điều đó. Và những cái phương pháp tu mà xem như là sai lệch, bởi vì những cái phương pháp tu mà mang tính chất mà sai lệch, lệch lạc với cái chân lý, với những cái điều mà chư Phật ba đời đã đi qua đó, thì vị này không có làm theo nữa, tức là không có hành theo. Như vậy thì đối với bậc thánh tu đầu quần á, thì mặc dù là tâm sơ đạo sanh khởi lên, thì sau đó trở thành một cái vị mà sơ quả, một vị sơ quả. Có gì đó thì chứng một lạc một, tức là chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng mà có vị thì cũng chứng quả tu đà quần rồi lại là ngưng. Rồi thời gian sau chiếp tiếp tục chứng nhị quả, tam quả, vân vân. Hoặc là có khi đợi cái kiếp sau nữa. Hoặc là có vị chứng nhị quả rồi ngừng ở đó. Hoặc có vị chứng tam quả rồi ngừng ở đó. Rồi nhưng mà có vị thì lại chứng một loạt một, từ sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả luôn. Mà rồi đó thì những cái tâm này đó, bằng cái trí tuệ này đó, cái trí tuệ của gọi là, mình gọi là pháp trí ở đây đó, tức là thấy rõ, hiểu rõ, biết cái lý pháp ở trong bốn đạo, bốn quả đó. Pháp nào cần về cái sự đoạn trừ, về những cái sự chướng ngại, rồi những cái điều mà các ngài thấy rõ ở trong cái tâm đạo của mình, thấy ở trong cái tâm quả của mình. Cho nên là cái vị mà bậc thánh á, sau khi đã đoạn trừ những cái phiền não mà tương xứng với các cái quả thánh á, thì các ngài an lạc, không còn bị sự ràng buộc. Giống như là một người mà chúng ta, mà cái người mà bị trói buộc một cái gì đó thì chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng thông dong được. Nhưng mà đối với các bậc thánh, mỗi một tâm đạo tâm quả sanh khởi lên, mỗi bậc tầng thánh như vậy đó, thì các ngài vượt qua khỏi những sự ràng buộc đó. Cho nên các ngài thông dong tự tại, đến một lúc nào đó để trở thành bậc thánh, tức là thánh A-la-hán, thì những cái phiền não không còn, dứt sạch. Dứt sạch không còn, cái ngang căn nhân sanh tử cũng không còn, tức là vô minh và ái được đoạn tận, không có còn nữa. Và vì không còn nữa, cho nên là mình được biết ở trong kinh Bậc Thánh tứ quả đó, gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Như vậy thì cái mầm mống để sanh ra không còn, thì không có cái chuyện mà hiện tượng để đưa đến cái sự chết, chấm dứt mạng sống. Thì sanh không có thì không có thể nào có diệt. Vì vậy cho nên là sanh đã tận, thì cái con đường phạm hạnh gọi là giới, định, tuệ thì các ngài thực hành một cách viên mãn. Việc nên làm, tức là những cái gì mà các ngài cần phải làm để chứng quả vị thánh nhân ấy, để giải thoát, thì các ngài đã làm hết, không còn trở lại cái trạng thái sanh tử. Nhìn lại cái đời sống luân hồi sanh tử đó, thì phải nói rằng là miên diễn, nó dài, nó không biết chừng nào, triền miên như vậy. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì chỉ có cái tâm tứ đạo tứ quả, tức là đối với cái tâm đạo quả của một bậc thánh vô lậu đó, thì thật sự là cái căn nhân mà để tiếp nối cho đời sống sanh tử luân hồi không còn nữa, tức là vô minh và ái được
được tận diệt, không còn nữa. Cho nên cái mầm mống tái sanh cũng không còn. Ở đây nói đến cái tâm trí đạo hoặc là tâm trí quả, tức là chỉ cho cái gọi là cái pháp trí mà cái danh từ Bali gọi là Dhammayana đó, tức là thấy rõ thực thể, biết rõ những cái lý pháp ở trong cái nội thân của mình, mà đối với một cái vị đã thật sự là đã tu chứng hoàn toàn. Cho nên chúng ta thấy rằng là quả vị thánh nhân ở trong Phật giáo được nói đến là không phải do ai ban tặng. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó, là do cái sự nỗ lực hành trì mà chúng ta cũng được biết đó, là sở dĩ chúng ta luân hồi sanh tử là do phiền não, rồi do nghiệp, cho nên là nó cứ tiếp diễn cho đời sống này sang tới đời sống khác thôi. Mà bậc thánh á, là các ngài đoạn tận những cái căn nhân mà để tạo cho cái tiếp diễn đời sống luân hồi, đặc biệt là từ ở cái phiền não vô minh tham ái chấp thủ á, không còn nữa. Cho nên cái căn nhân mà phiền não, căn nhân để dẫn đến cái đời sống luân hồi không còn. Vì vậy cho nên cái trí này là một trong những cái trí của bậc. Mà thường thường chúng nghe ta nghe trong kinh là bốn đôi tám vị đó. Nếu mà mình nói người thì có tám bậc thánh, người sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Thì nếu mà gọi là bốn đôi tám vị, tức là đôi thì nếu mà nói là sơ đạo thì sơ quả đó là một đôi, nhị đạo nhị quả là hai đôi, tam đạo tam quả là ba đôi, và tứ đạo tứ quả là bốn đôi. Thì nếu muốn đếm đôi đôi thì là có bốn, nhưng mà đếm chiếc thì có bốn bậc, tám bậc thánh như vậy. Người sơ đạo sơ quả, người sơ đạo người sơ quả, người nhị đạo người nhị quả, người tam đạo người tam quả, người tứ đạo người tứ quả. Thì những cái bậc thánh mà từ sơ quả đến tam quả là những bậc thánh gọi là bậc thánh hữu học. Bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học tức là còn phải phấn đấu, còn phải tu tập để tận diệt hết hoàn toàn những phiền não. Cho nên là gọi là bậc thánh hữu học, còn phải phấn đấu để đến. Còn cái bậc thánh vô học tức là chỉ cho bậc thánh A-la-hán. Bậc thánh này đó là sau khi từ bỏ cái thân ngũ uẩn này, ở một cảnh giới nào thì vị đó hoàn toàn giải thoát, không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa, và không có những cái căn nhân của phiền não vô minh và tham mãn, không còn. Cho nên các ngài không còn tiếp diễn của sự khổ, dù là một chút cũng không còn. Là như vậy. Đây là một cái loại trí mà chúng ta được biết đến như là loại trí của bậc thánh, hay là tánh ở trong trí đạo, cũng như là trí quả. Trí ở trong tâm sơ đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cái loại trí thứ hai mà ở đây được biết đến là loại trí mà ở trong này danh từ Bali gọi là anh quá giá nha ná, tức là mà thượng tọa Tệ Siêu đã giải thích khi nãy là y lệ trí. Có lẽ là ở đây là một cái trí hiểu biết, hiểu biết cái lý pháp đã xảy ra, hay là đã xảy ra ở trong quá khứ, hay là sẽ xảy ra ở trong tương lai, và đang xảy ra ở trong đời sống hiện tại. Có nghĩa là sao? Chúng ta thấy rằng là chư Phật ba đời, các ngài giác ngộ về giáo lý tứ đế, các ngài giáo lộ tứ đế. Cho nên Phật giáo Bắc truyền người ta còn phân ra giáo lý tứ đế là giáo lý của bậc Thanh Văn. Nhưng mà cái đó là cái nhìn nhận, cũng như là cái cho rằng là Phật giáo, từ ở Phật giáo Bắc truyền nói như vậy. Nhưng mà sự thật chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ á, chúng ta cũng gặp cái chuyện mà cái việc mà Đức Phật này giác ngộ, ngài giác ngộ, ngài cũng là giác ngộ ở trong giáo lý tứ đế này. Ngài tuyên bố rằng cho đến khi nào mà Như Lai giác ngộ về giáo lý tứ đế này, thì cho đến khi đó
ở trong cái thế giới chư thiên ma vương phạm tiên sa môn bà la môn, chư thiên sa môn bà la môn, Như Lai tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng giác. Như vậy thì chính Đức Phật ngài cũng giác ngộ trong giáo lý tứ đề, giác ngộ trong giáo lý tứ đề. Thì ở đây đó chúng ta hiểu bậc Phật hay gọi là bậc gọi là Samma Sambuddho ở trong Phật giáo kinh điển Pali hay là Nam truyền á, thì chúng ta gặp có ba cái hạng Phật gọi là Samma Sambuddho hay là Paccheka Buddho và Savaka Buddho. Chữ Buddho, chữ Buddha ở đây có nghĩa là bậc giác giả, bậc giác ngộ thấy rõ, mà ở đây được gọi là toàn giác Phật, độc giác Phật hay là thinh văn Phật. Vậy chữ giác là gọi là Phật, chữ giác ở đây đó có thể là gọi là chúng ta tạm gọi là Phật, bởi vì một bậc mà thấy rõ, biết rõ về những cái chân lý, mà đặc biệt là nói đến cái trước nhất là nói cái chân lý của ở trong tứ đế, ở trong tứ đế. Bởi vì các ngài thấy rõ rằng là khổ đế thì các ngài thấy rõ, biết rõ, biết rõ những điều đó. Cái biết rõ của bậc thánh hay là bậc thánh thinh văn, bậc gọi là thinh văn giác đó, các ngài cũng thấy rõ như vậy. Và các ngài rõ được các cái bậc độc giác cũng vậy, hay là thinh văn giác cũng vậy, hay là toàn giác cũng vậy. Các ngài thấy rõ là đây là sự khổ, sự khổ mà chúng sanh có là tiếp diễn được cái đời sống luân hồi này đó, là tiếp diễn từ đời này sang đời khác, khổ của sanh già bệnh chết, khổ của sự hiện hữu của thân năm quẩn này, khổ của sự hoại diệt của thân năm quẩn này. Chúng ta để ý thấy một điều đó là cái gì đó nó có thì nó mất đi, nó đến thì nó đi, có thì nó mất, cái có rồi cái không. Và tất cả những điều đó đó là cái sự khổ, bởi vì là nhìn lại ở trong cái đời sống luân hồi ấy, kiếp người của mình cũng chỉ chẳng qua là một trạm, một thời gian ngắn nào đó thôi, một bến bãi nào đó, một thời gian trong một chuỗi dài sinh tử luân hồi rất là nhiều đó, rất là dài đó. Nhưng mà rồi đó thì nếu mà mình nhìn lại ở trong nhiều kiếp đó, thì rõ ràng là đang chịu, mỗi chúng sinh đều chịu cái sự sanh tử luân hồi rất là khổ. Và chúng tôi nhớ ở trong câu kinh Pháp Cú có một cái kệ ngôn Pháp Cú mà Đức Phật ngài nói là lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Có nghĩa là từ ở vô minh tham ái phiền não, nó tạo nên cái thân ngũ uẩn này, cái thân ngũ uẩn này, tức là chúng ta có hai cái phần thể chất cũng như là tinh thần, mà phần thể chất chỉ cho sắc uẩn, còn cái phần tinh thần của chúng ta chỉ cho bốn cái thành phần danh uẩn, bốn cái thành phần danh uẩn là thọ, tưởng, hành và thức. Mà cái gì có cái đó, tức là từ ở cái phiền não mà ra. Cho nên cũng chính Đức Phật cái ngày cũng bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi đó, rồi ngay bây giờ đó là ngày giác ngộ dưới cội cây bồ đề đó, thì ngài thành Phật được, là một bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngài mới thấy rõ rằng cái người mà cái kẻ mà xây dựng nên, tạo nên cái thân ngũ uẩn này để là tiếp diễn cho sự khổ liên tục đó, không ai khác, đó chính là phiền não vô minh và tham ái, hay là những cái phiền não để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Vì vậy cho nên là thấy khổ đó, ở đây đối với cái tâm của một bậc của là bậc thinh văn giác, hay là bậc độc giác, hay là toàn giác, thì các ngài thấy rõ ở trong mỗi cái diễn biến ở trong thân và tâm này, cái khổ đó là các ngài đã biết rõ. Mình nói mình tu á, khi là có lắm lúc ở trong cái cuộc sống mình gặp bất trắc chuyện này chuyện kia, rồi nạn tai này nạn tai nọ diễn ra liên tục, thì mình thấy khổ, thì cái khổ đó cũng là chỉ là cái nhìn nhận của
cái trí của một cái người phàm phu, chứ cũng không phải là trí của một bậc thánh hay là trí ở trong cái gọi là một bậc giác ngộ. Cho nên là khi mà mình hết cái khổ ấy, thì tự động mình bị mê muội trở lại, bị mê muội trở lại. Còn đối với các bậc thánh thì các ngài thấy rõ được là những cái bản chất thật của cái sự khổ đó là do tiếp diễn của đời sống luân hồi, tiếp diễn của ngũ uẩn là như vậy. Cái tiếp nữa là ngài thấy được đó là ngài thấy được cái nguyên nhân sanh ra khổ, nguyên nhân sanh ra khổ. Một nguyên nhân sanh ra khổ này đó là gì? Nguyên nhân sanh ra khổ ở đây chính là do tham ái. Chúng ta thấy chính vì tham cho nên chúng ta ước vọng ở nơi này, ước vọng ở nơi khác, cho nên là chúng ta có đời trước, có đời sau, có tiếp diễn, có sanh ở cảnh giới này, sanh ở cảnh giới khác, vân vân. Rồi vì cũng chính vì tham cho nên là sự khao khát mong muốn. Và trong cuộc đời này thì nó có nhiều cái khao khát mong muốn, rồi khao khát vì cái khao khát mong muốn đó cho nên là chính hiện tại đó, cái người đó họ cũng đang khổ, đang khổ. Và như vậy đó thì bắt nguồn từ ở cái tham ái này, tham ái này. Mà nếu không có tham ái thì người ta đâu có khổ. Mình nói trong đời sống hiện tại này, nếu mà mình không có mong cầu cái này, không mong cầu cái kia thì đâu có sự hiện khởi của cái đó. Và nếu không có hiện khởi đó thì đâu có khổ. Rồi mình mong muốn tái sanh ở đời này, ở đời sau nữa, thì đó cũng là tham ái. Hay là mình mong muốn mình sở hữu cái này, sở hữu cái kia, thì buộc mình phải có mặt để mình được sở hữu. Như vậy thì mình phải chịu khổ, chịu khổ. Mà cái khổ này nó là bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra, cái tham ái mà ra. Nếu không có tham ái thì đâu có khổ, đâu có khổ. Cho nên là trong kinh Pháp Cú có một cái câu Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng là tham ái sinh ra sầu u, tham ái sinh ra lo sợ. Ai dứt trừ tham ái, không sầu không sợ hãi, không sầu không sợ hãi. Tức là cái người mà dứt trừ tham ái thì cái người đó họ không có tiếp diễn đời sống khổ, vì họ không có sợ hãi. Còn cái người mà còn tham ái thì còn sợ hãi, sợ hãi nhiều thứ. Ví dụ như là mình sợ là mình sẽ bị chết trong nay mai, hoặc là mình sợ là mình không được cái này, không được cái kia, hoặc là mình sợ mình chưa hoàn thành cái này hoặc chưa hoàn thành cái kia. Thì khi mà mình sợ như vậy là bắt nguồn từ ở cái việc mà bắt nguồn từ ở cái tham ái mà ra. Cho nên hả, mà có tham ái là có khổ đau. Mà đối với bậc thánh thì các ngài giác thấy rõ được những điều đó, biết rõ rằng cái tham ái là khổ đau. Cho nên các ngài phải tận diệt và đã đoạn diệt cái đó, đã đoạn diệt cái căn nhân để tạo nên đời sống luân hồi, đó là tham ái. Và các ngài cũng thấy rõ được cái khổ. Cho nên cái khổ là cái điều mà các ngài thấy, thấy bằng ở trong cái trí của một bậc thánh, cái trí của một bậc Phật, cái trí của một bậc Phật. Cho nên là ở đây đó là mới có thể là đoạn trừ được. Kế tiếp nữa là các ngài thấy được là cái sự mà chấm dứt khổ đau đó là sự an lạc tịch tịnh rất là cao siêu, rất là đặc biệt. Bởi vì chúng ta nhìn lại đó là bất cứ cái sự phúc lạc nào đó, hưởng lạc nào đó, thì nó cũng chẳng qua là ở trạng thái để thay thế với nhau thôi. Giống như mình đó là mình sống mà mình cảm thấy nó vui thích đó là vì mình cảm thấy thích thú đó là gì, là vì mình thấy từ ở trạng thái này, từ cảm thọ này sang tới cảm thọ khác mà thôi. Về ăn, về mặc, rồi về ngủ nghỉ, về cảm thụ ở trong đời sống, rồi là mình cứ thấy rằng cái này mình cứ thấy cái này rồi cái kia nó liên tục, cho nên là cái sự đó diễn cho sự khổ. Nhưng mà chỉ có cái chuyện mà mình chấm dứt hết cái, tất cả các cái phiền não, tham ái không còn, vô minh không còn, mới thật sự là cái tịch tịnh được, tịch tịnh một cách tuyệt đối được.
còn không có một cái gì mà gọi là tịch tịnh tuyệt đối, mà chỉ có chấm dứt tham ái, chấm dứt phiền não, chấm dứt hiện hữu của năm uẩn thì không có khổ. À, còn hả, còn chấm còn ngũ uẩn thì còn khổ, hay là dù là khổ ở khía cạnh này hay là khổ khía cạnh khác, thô hay là tế, xa hay là gần, à, cái sự khổ nó vẫn có. Mà ở đây đối với cái trí của một bậc Phật á, của các bậc Phật đó, bậc Thinh Văn Phật, Tinh Văn Giác, Toàn Giác, Độc Giác, thì các ngài thấy rõ rằng chỉ có Niết Bàn là sự tịch tịnh, chấm dứt hoàn toàn sự hiện hữu của năm uẩn, và không còn tiếp diễn của bất cứ một cái phiền, không có phiền não nào để tạo nên cái tiếp diễn đời sống luân hồi nữa. Cho nên là vì đó có được cái sự tịch tịnh an lạc. Và để mà có được cái tịch tịnh an lạc đó, thì các ngài thấy rõ rằng là chỉ có cái tu tập theo cái con đường đạo đế, tu tập theo cái con đường đạo đế. Bởi vì cái con đạo đế là phương pháp, là một cái con đường mà đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, hay là mình gọi là tu tập bát chánh đạo, bát chánh đạo, bát thánh đạo. Bởi vì ở đây đó là nếu mà gọi là tâm đạo mà được thấy rõ ở trong tâm đạo thông qua bát chi đạo sanh ở trong tâm đạo, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì xem như là cái giới phần mà vị ấy đã hoàn thành. Tức là về về cái mà ngăn trừ cho những cái hành vi xấu của thân khẩu tạo nên á. Vì vậy cho nên là cái hoàn thiện cho cái giới, hoàn thiện cho cái giới, bởi vì thực hành ở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng một cách viên mãn, cho nên được gọi là bất ngộ và đi trọn vẹn cái con đường gọi là giới Phật. Bây nói đến cái gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định á, thì ở đây với một cái vị mà tu ở trong Phật giáo, đặc biệt đối với bậc thánh, thì chánh tinh tấn là sự nỗ lực đã trải qua rồi, chánh niệm cũng như là sự biết rõ, ghi nhận, rồi chánh định tức là sự trụ tâm, và chánh tinh tấn tức là sự nỗ lực á. Thì ở đây đối với các cái bậc thánh, các cái tâm của một bậc Phật đó, thì các ngài đã đoạn tận, các ngài đã tu tập một cách viên mãn, tu tập một cách viên mãn, tu tập cái con đường đạo đế, và các ngài thấy rõ được là chính cái trí tuệ, tức là sự thấy đúng, biết đúng của mình ở trong cái những cái pháp chướng ngại, những cái pháp chướng ngại, những cái pháp đưa đến thanh tịnh tinh lương, là những cái pháp mà đưa đến chướng ngại, các ngài thấy rõ, biết rõ như vậy. Rồi trong cái suy nghĩ của các ngài, cái tư duy của các ngài không còn vướng ở trong cái liên quan đến tham, liên quan đến sân, liên quan đến hại. Cho nên ở đây đó là phải nói rằng, ở đây phải nói rằng là chính tu tập về bát chánh đạo mà vị ấy trở thành một cái bậc gọi là viên mãn ở cái con đường đạo đế. Cho nên thấy rõ được sự khổ là pháp cần phải biết, mà các ngài vị ấy đã biết rồi. Biết rõ được là thấy rõ, biết rõ bằng cái trí của một bậc thánh ở đây đó là đạo đế, tập đế đó là cần phải đoạn trừ, bát ha tập ba là pháp cần phải đoạn trừ. Thì các ngài đã đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ phiền não, đoạn trừ tham ái, đoạn trừ vô minh, đoạn trừ những cái phiền não liên quan đến những cái chướng ngại để dẫn đến đời sống luân hồi, các ngài đoạn trừ. Và diệt đế tức là pháp mà các ngài đã chứng đắc thành tựu, tức là niết bàn,
niết bàn, các ngài đã thành tựu. Và cái đạo đế là con là có là pháp mà cần phải tu tập đó, thì các ngài đã tu tập một cách viên mãn. Cho nên ở trong kinh như thế gọi là cái con đường phạm hạnh được viên mãn, tức là chỉ cho giới định và tuệ. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái trí của một bậc thánh thấy rõ, biết rõ như vậy, hay là một bậc Phật biết rõ như vậy. Cái nữa đó là ở đây đó là đối với một bậc A-la-hán, thinh văn, hay là chư Phật độc giác, hay là chư Phật toàn giác đấy, thì các ngài chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo đề cập đến cái thường là nói đến cái ngũ uẩn, cái ngũ uẩn liên quan đến ngũ uẩn rất là nhiều. Liên quan đến ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Cơ thể mỗi con người của chúng ta cũng có thể được gọi như là năm uẩn. Bởi vì phần thể chất của chúng ta là sắc uẩn, mà bốn cái thành phần tức là thọ, tưởng, hành và thức nó thuộc thuộc phần tinh thần của chúng ta, hay là thuộc phần danh uẩn, danh uẩn. Thì thấy rõ là thấy rõ ở trong các tất cả các pháp phổ quy nói chung và ngũ uẩn nói riêng thì đều là chịu tác động bị chi phối của vô thường. Tức là nó không có bền vững, nó không có vững chắc, mà nó luôn luôn thay đổi. Nó thay đổi về tâm thức cũng thay đổi, phần thể chất cũng thay đổi. Cái thay đổi đó là cái thay đổi của tất nhiên ở tất cả các cái pháp hữu vi. Vì nó có thay đổi, biến đổi gì, cho nên là trong Phật giáo thấy rõ rằng đó là vô thường. Tâm vô thường, rồi hoàn cảnh xung quanh cũng vô thường, rồi là cơ thể sắc uẩn của chúng ta cũng vô thường. Rồi thấy cái sự khổ vì có cái thân này á, cho nên là chịu nhiều cái việc mà chúng ta dễ có cảm nhận nhất đó là sanh già bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, tất cả những cái đó là đều là khổ, là khổ. Mà phải nhận chân được cái sự thật, được cái sự khổ, nhận chân được cái sự khổ, chứ không nhận chân được sự khổ thì đó ràng là khóc cái khổ, không thể từ bỏ cái khổ. Cho nên ở trong kinh Tương Ưng có một cái điều Đức Phật này dạy là ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ, và ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Ai ưa thích với thọ thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với thọ, ai ưa thích với khổ thì không thể thoát khổ. Tương tự như vậy, về thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên là mình còn dính mắc, còn ưa thích cái gì đó, thì còn khổ, sự khổ nó đang tiếp diễn. Cho nên cái sự khổ là bản chất. Chỉ có khi nào mà biết tránh xa nó, hay là đoạn trừ nó, thì không có còn khổ đau, hay là không còn tiếp diễn một cái căn nhân để đưa đến đời sống luân hồi sinh tử, tức là có thân năm uẩn này. Rồi là thấy rằng là pháp là ngã, các pháp là vô, bởi vì nó trong pháp thì tất cả những cái gì đó thì đều là vô ngã, pháp hữu vi là vô ngã. Thì cái gì nó là sự hiện khởi, mà sự hiện khởi của pháp hữu vi. Bây giờ nhìn lại pháp hữu vi ở đây là tâm của chúng ta cũng là pháp, tở của chúng ta cũng, sắc của chúng ta cũng là pháp hữu vi. Tức là pháp hữu vi là pháp mà có cái điều kiện, có điều kiện để trợ tạo sanh khởi. Thì cái gì có trợ tạo sanh khởi thì điều kiện nó sẽ đưa đến sự hoại diệt. Mà đối với là trong bất cứ một cái pháp hữu vi nào, đây có thể nói rằng về thân và tâm của chúng ta hay năm uẩn của chúng ta vốn không có một cái gì cốt lõi, không có một cái gì bền vững, và không có cái gì được gọi là cái tôi ở trong đó, cái tôi ở trong đó. Như vậy thì nói đến cái vô ngã, tức là nói đến cái mà không chấp thủ bất cứ một cái gì liên quan đến năm uẩn, liên quan đến năm uẩn. Vì vậy cho nên là thấy của vô thường,
thấy của khổ, thấy của vô ngã. Ở đây cũng chỉ cho một cái loại trí mà các bậc thánh ba đời, chư Phật ba đời cũng đều giác ngộ. Ngày nay đó, chúng ta thấy rằng ở nơi đây xưng là Phật, nơi kia đồn là Phật, nơi nọ là cho là Phật, vân vân. Thì cái đó nó cũng nguy hiểm, bởi vì Phật không có xuất hiện vào thời điểm này. Bởi giáo pháp của Đức Phật theo theo kinh điển Pali đó, thì giáo pháp Đức Phật Thích Ca đó là còn còn trên cuộc đời này mà. Chẳng qua là mình chưa có thể hiểu rõ, chưa có thể tu tập để giác ngộ được thôi. Nhưng mà giáo pháp Phật còn đủ, tam tạng kinh điển còn đầy đủ, nhưng mà mình không có thực hành được. Nhưng mà rồi chư Phật tương lai mà có ra đời thì cũng vậy thôi, các ngài cũng dạy cho chúng về pháp tu tập, cũng giới định tuệ, cũng tam tạng kinh điển như vậy, cũng như vậy. Cho nên là giáo pháp Đức Phật còn ở trên cuộc thế gian này nè, thì không có một Đức Phật nào đúng nghĩa để mà ra đời đâu. Chỉ có khi nào mà trên thế gian này không còn hiện khởi hiện hữu của pháp của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật Gautama một thời gian dài sau đó, thì mới bắt đầu là có xuất hiện của một vị Phật trong chánh giác tiếp tục ra đời. Và chư Phật ba đời đó thì cũng là giác ngộ về giáo lý tứ đế, giác ngộ về duyên khởi, giáo lý duyên khởi. Các ngài cũng dạy cho tu tập như vậy, chứ không có khác cái gì hết á, không có khác. Chỉ có khác chăng nó là luật tạng ấy, thì ở đây đó là giống như là chúng ta thấy rằng cái thời gian Bồ Tát của chư tăng ấy, ngày nay mà giáo pháp Đức Phật Thích Ca Gautama đó, thì chúng ta thấy mỗi nửa tháng của Bồ Tát, tức là sám hối một lần. Chứ giờ thời kỳ Đức Phật Ca Diếp thì tới 6 tháng mới Bồ Tát một lần. Rồi các Đức Phật Ca Cú Sanh đó, Konagamana cũng vậy, càng xa hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thì ở đây là do cái tuổi thọ, cái tuổi thọ cao thì cái thời gian Bồ Tát càng dài. Nhưng mà rồi đó, còn những cái nội điển về giáo lý, về tam tạng kinh điển, kinh luật và luận thì cũng như vậy. Và chư Phật giác ngộ thì cũng giác ngộ trên giáo lý tứ đế, giác ngộ trên giáo lý duyên khởi. Và cái đó, đó nói đến tứ đế và giáo lý duyên khởi thì nó bao trùm tất cả các cái pháp trên thế giới thế gian này. Cho nên chúng ta đọc trong cái bài kinh Dụ Dấu Chân Dôi đó, trung bộ kinh đó, thì Đức Phật cũng có nói là trong tất cả các cái dấu chân đó, thì bao trùm bao phủ bởi dấu chân dôi, trong tất cả các cái thiện pháp đó, thì bao phủ bởi bao trùm bởi giáo lý tứ đế. Cho nên là giáo lý tứ đế toàn bộ, chứ không phải như có một số chủ thuyết của một hệ số hệ phái cho rằng là giáo lý tứ đế chỉ dành cho bậc thinh văn thôi, còn bậc duyên giác thì giác ngộ và giáo lý duyên khởi chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó là do mình phân định, chứ sự thật ra là Đức Phật hay là chư vị thinh văn thánh đệ tử của Đức Phật, hoặc là chư Phật độc giác ở trong tương lai hoặc trong thời kỳ nào ra đời cũng giác ngộ về giáo lý tứ đế này và giáo lý duyên khởi này hết, là như vậy. Đây là một cái loại trí thứ hai. Cái loại trí thứ ba mà gọi là biến hành trí, biến hành trí. Thì cái biến hành trí ở đây đó là biết cái việc mà biết, giống như là chúng ta cũng biết đó là ngày nay á, chúng ta thấy nhiều có người họ tinh tế hoặc là họ trí tuệ đó, họ tinh tế, họ tiếp chuyện với ai một cái việc gì, một cái thời với người nào rồi đó, thì sau một thời gian tiếp chuyện thì họ sẽ một phần nào đó biết được cái tâm tư, cái ý nghĩ của những người đó. Biết ở đây đó là biết trong cái sự phỏng đoán, chứ không phải là biết một cách chính xác. Biết một cách chính xác tức là họ biết cái phinh hướng, cái thích, cái sở thích của người đó, hay là cái người đó suy nghĩ thì sao, họ biết như vậy. Đó là mình nói trên phương diện của cái người phàm phu mà biết với nhau, thì cái biết này đó, nó cũng là biết trong sự phỏng đoán, chứ không thể nào nói là biết chính xác. Nhưng mà cái trí gọi là biến hành trí ở đây đó là trí cho một cái người mà gọi là có tha tâm thông, tha tâm trí, tức là biết tâm của người khác suy nghĩ như thế nào, phân nướng như thế nào, phân nướng như thế nào. Ví dụ như chúng ta thằng là nếu như một người mà đắc về tha tâm thông, đắc về tha tâm thông, thì người đó cũng biết được cái tâm trí của người kia một phần nào.
rồi biết được những cái phương hướng của người đó, sở thích của người đó và cái suy nghĩ của người đó đang nghĩ cái gì. Cho nên là chúng ta thấy rằng trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà cái ông sư cháu mà đi theo hầu ông sư cậu, sư chú, rồi cái tâm của ông nghĩ là sẽ là hoàng tục ra, rồi nuôi gà nuôi vợ rồi cưới vợ rồi đó, rồi cũng đập cái quạt lên trên đầu của ông sư một vị đó, vị đó là vị thánh. Vị đó là vị thánh, nên ở đây nó muốn nói đến là cái chỉ có cái vị thánh, cái vị thánh mà đắc được tha tâm thông, hiểu được cái tâm của mỗi chúng sanh, cái tâm khinh đối với Đức Phật chánh đẳng giác thì biết được cái phinh nướng nữa, cái phinh nướng như thế này hoặc là phinh hướng như thế kia. Còn mỗi chúng sanh thì đều có cái nghiệp riêng, và cái phinh hướng của mỗi chúng sanh đều có cái khuynh hướng riêng luôn. Mà Đức Phật chánh đẳng giác ấy, thì Ngài biết được cái tâm trí của mỗi chúng sinh và biết được cái khuynh hướng của người đó ra sao. Cho nên là chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện mà nhắc đến cái việc mà cái ông đó mà ông được một vị thầy mà cho tu theo cái đề mục mà quán và bất tỉnh, tu hoài không có chứng đắc gì được, mặc dù là đề mục bất tịnh, quán bất tịnh cũng là một pháp môn, một đề mục để tu đó, nhưng mà không phải ai tu cái đề mục quán bất tịnh lại lại. Rồi cuối cùng thì mới Đức Phật Ngài mới biết được là cái vị này nó là không phải là không thể tu nào được cái đề mục bất tịnh được mà chứng đắc được, bởi vì kiếp trước của cái vị này nó là một cái vị thợ kim hoàn, tức là tạc mình gọi là thợ mà nữ trang á, làm các cái đồ trang sức phụ nữ đó, về vàng dòng nhà cà rá nhẫn dây chuyền lắc chẳng hạn, tức là cái người cái thợ thợ bạc đó, thợ kim hoàn đó, là họ thường xuyên chứng kiến, mắt họ thường nhìn những cái sản phẩm của họ làm ra, tức là những cái đồ mà họ làm, những cái đồ trang sức ra rất là đẹp, mà bây giờ kêu họ để tu cái đề mục bất tịnh, họ không có tu được, nó không thích ứng, không thích hợp. Thì ở đây đó, đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì Ngài biết được cái phinh hướng trong thanh tịnh đạo, gọi là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh tính, tánh giác á, trong sáu cái cơ tánh đó, thì mỗi một cái tánh như vậy, cơ tánh như vậy đó, thì nó lại thích hợp cho một cái người nào có tánh như thế nào thì phải tu theo cái đề mục đó để trị, để họ phát triển được, là như vậy. Vì vậy ở đây có thể nói rằng là cái việc mà biết được tâm của người khác đó thì cũng là một cái loại trí, như là một người phàm phu đắc được cái tha tâm thông thì cũng biết tâm của người khác, hay là một bậc thánh mà đắc được cái tha tâm thông thì cũng biết được cái tâm của người khác, hoặc là một vị Phật chánh đẳng chánh giác biết được phinh hướng, là biết được tâm của chúng sanh, phinh hướng nhu cầu của chúng sanh như thế nào, rồi cái chướng ngại, pháp chướng ngại như thế nào, thì các ngài biết rõ như vậy để mà loại bỏ. Rồi cái trí cuối cùng ở đây gọi là giả định trí. Tức là cái trí mà do cái kinh nghiệm thông thường trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm trong thông thường trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là bây giờ là mình làm một cái nghề gì đó, mình làm một cái nghề đó, nghề của mình là nghề thợ mộc, thì cái người thợ mộc của sở dĩ họ gọi là cái nghề tinh luyện của họ, cho nên là họ nói đến cái lĩnh vực đó tự động là họ nghề mộc, thì họ biết đóng bàn, đóng ghế, đóng tủ, đóng nhà cửa, tất cả các cái sản phẩm mà họ làm ra thì bằng với cái sự kinh nghiệm của họ, bằng cái sự mà họ đã từng quen làm như vậy. Mà cái người đó có trí, giống như mình nói rằng hai ông học trò học với nhau, hai người cũng đã đi học nghề
đồng thời gian như nhau, cũng bằng tuổi như nhau, nhưng mà cái anh có trí thì học nó mau hơn, còn cái anh mà không có trí thì học nó chậm hơn, thậm chí học cũng không được nữa, học cũng không được nữa. Cho nên ở đây đó là trong cái kinh nghiệm ở trong đời sống, hoặc là những cái khôn khéo ở trong đời sống đó. Trong đời sống bất cứ dù là thương mại hay là làm nông hay là làm cái nghề gì, thì người ta có chuyên môn cái đó, người ta có một cái thuần thục ở trong cái nghề của họ, thì nuôi sống được gia đình, nuôi sống được bản thân, lo cho người thân vân vân. Thì ở đây đó, như chúng ta thấy rằng Đức Phật á, ngài 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 là một bậc chánh đẳng giác đó. Dĩ nhiên cái con đường tu tập của ngài và ngài thuyết giảng giáo lý đó, cũng là để hướng đến cái sự tu tập. Nhưng mà gặp nông dân thì ngài nói về những cái phương pháp làm rượu, hay hoặc là ngài gặp những người buôn thương mại đó, buôn bán đó, thì ngài lại nói về những cái pháp thương mại. Rồi là ngài gặp vua chúa thì ngài lại nói những cái pháp làm vua như thế nào để cho đất nước được hưng thịnh, làm vua thế nào để cho được là nhân dân được no ấm, làm vua như thế nào, cái cách như thế nào để làm cho quốc gia được 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 cường tráng lớn mạnh. Dĩ nhiên thì ở đây đó là cái trí của một bậc chánh đẳng giác đó, thì các ngài đã hiểu hết những cái điều đó, không phải là chỉ có những cái phương pháp để đưa đến cái sự tu tập không, mà còn hiểu được những cái bất cứ một cái ngành nghề gì ở trong cái cách lắt léo của nó như thế nào. Thì cái đó cũng là một trong những cái loại trí, mà trí ở đây đó là trí do cái kinh nghiệm hoặc là những cái gì mà họ đã biết bằng cái sự khéo léo khôn ngoan của họ ở trong đời sống bất cứ một cái gì. Ví dụ như một người mà họ họ làm cái nghề đoàn gì đó, nhưng mà do họ có một cái trí khéo léo như vậy cho nên họ học rất là mau, và khi họ làm thì họ có những cái sáng kiến, họ có những cái mau lẹ, những cái sự nhạy bén để họ bắt kịp, họ làm rất là tốt và làm rất có cái sự thành công ở trong cái việc làm của họ. Thì đây cũng là một cái loại trí, mà trí này là có thể là liên quan với cái đời sống thế tục. Thế tục thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó là nói đến bốn loại trí. Thì nhìn lại đó thì chúng ta thấy là ba cái loại trí: trí đạo quả hay là trí giác ngộ trong tứ đế mà các cái bậc thánh hay là chư Phật ba đời đã giác ngộ, thấy được cái bản chất của vô thường, bản chất của khổ, bản chất của vô ngã. Rồi cái trí biến hành là cái loại trí thứ ba, tức là chỉ cho một cái vị mà đắc tha tâm thôi. Và cái trí cuối cùng là chỉ cho những cái người bình thường, mà có được một cái trí khôn ngoan, khôn khéo, khéo léo vận dụng cái trí đó để mà mưu sinh cho cái cuộc sống của mình một cách tốt đẹp, thì đó cũng chính là một trong những cái loại trí. Thì tôi xin được chia sẻ cái bài học hôm nay. Bây giờ thì cũng đã thấy thời gian, để dành thời gian còn lại thì Chư Tăng sẽ thảo luận rộng sâu thêm để cho đại chúng chúng ta có được cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống đi. Sao thủ cái trường thì tỏ tình à, thì tỏ thầy siêu thì tỏ có mặt ở trước máy không? Nếu thì tỏ thầy siêu đang có mặt ở trước máy xin định thì tỏ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. À, một lần nữa xin hỏi thì tỏ thầy siêu có mặt ở trước máy không? Dạ. Thì tỏ thầy siêu ví dụ như chúng ta bình thường là phàm phu là phàm nhân thì khi mà mình có một cái quyết định gì mà cần đến sự tham khảo thì mình hay nghĩ đến những cái vị học giả hay những vị tôn túc, ví dụ như bây giờ mình nghiên cứu về diệu pháp hay là nghiên cứu về Pali, mình hay nghĩ đến cái chữ đó này từ sự dịch sau và Thượng Minh Châu dịch sau, người này dịch sau, người kia dịch sau. Nhưng mà thì tôi thực sự quan nghĩ cho biết ý kiến là tại sao chính Đức Phật đôi khi mà ngài ban hành một điều gì đó hay là ngài xét điều gì đó, thỉnh thoảng có những trường hợp mà ngài quán lại là chư Phật quá khứ đã có một cái quyết định
sao về điểm này? Thì tại sao Đức Phật lại quán sát về chư Phật quá khứ? Xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ cho biết cảm nhận của Thượng Tọa về điểm này, kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Cái việc mà Đức Phật ngài muốn ban hành cái việc gì, cái luật nào cho phép cái điều gì, ngài thường cũng có khi ngài quan sát chư Phật ở trong quá khứ có cho phép như vậy không, có làm như vậy không. Cái việc đó nó khác với cái việc của chúng ta. Khi mà chúng ta đọc một đoạn kinh, dịch một cái từ ngữ, chúng ta thường hay liên tưởng xem coi hòa thượng này dịch cái bản kinh đó là sao, hòa thượng Minh Châu phải dịch cái chỗ như thế nào, và thường định sự ngày dịch cái từ đó là dịch sao, để chúng ta tham khảo và chúng ta học hỏi. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì không phải là ngài bắt chước hay là ngài học hỏi theo, mà ở đây á, Đức Phật ngài thỉnh thoảng quan sát về cái hành xử của chư Phật quá khứ, là vì ngài có làm như vậy thì mới gọi là tập thai và tô, tức là Như Lai, tức là cái vị đi đến trong cuộc đời này cũng như bao nhiêu vị chánh đẳng giác đã đến ở trong quá khứ. Cho nên Đức Phật ngài mới suy xét về quá khứ rồi ngài chế định. Với lại ở trong chúng tăng đệ tử của Đức Phật vẫn có những vị có thần thông và thấy được, hiểu được ở trong quá khứ. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài chế định một cái điều gì, ngài suy xét lại trong quá khứ chư Phật có cho làm như vậy đó, thì khi đó cho dù rằng các cái vị thanh văn kia mà các ngài có suy xét thấy đó, thì các ngài thấy rằng chư Phật đều có một cái hành xử giống nhau. Cái điều đó cũng là một điều hay. Bởi vậy khi mà Đức Phật ngài làm cái việc gì, như là ngài chuẩn hành cho sử dụng Y Tăng và Lê, ngài cũng suy xét xem cái chư Phật ở trong quá khứ có cho sử dụng Y Tăng và Lê hay không, tức là cái loại sanh hạ tăng hai lớp, y tăng và Lê, tức là loại y hai lớp, ba lớp, bốn lớp để làm mà đắp á. Thì ngài suy xét là thấy trong quá khứ chư Phật cũng cho chư tỳ kheo sử dụng tam y. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây có tính cách nhất quán ở trong cái hành xử của chư Phật, chứ không phải là đời vị Phật này cho phép sử dụng y phục hình thức như vậy, rồi đời sự Phật khác là cho phép sử dụng khác, phải. Bởi vì cái hình thức giống nhau, giáo pháp giống nhau, thì trong trường hợp đó Phật là các đây chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là việc mà Đức Phật này thỉnh thoảng suy xét về hành xử của chư Phật ở quá khứ
là vì Ngài muốn để cái việc hành xử của chư Phật có sự nhất quán với nhau. Và Ngài rất là dân chủ, tức là không phải là tự Ngài định đặt ra, mà Ngài suy xét hãy chư Phật trong quá khứ có làm thì Ngài cho phép làm. Thì như vậy đó, thì nó có cái tính cách là công khai và hành xử nhân nhất. Đã việc đó cũng tốt, tôi nguyện Ngài không có muốn đứng ở cái địa vị độc tôn độc quyền, không phải muốn độc tôn độc quyền. Và một điều mà chúng tôi nhắc lại là ở đây, khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta suy xét cái người này người kia, chùa này chùa nọ có làm hay không làm, để chúng ta mới bắt chước làm theo. Cái đó là chúng ta bắt chước. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không phải là Ngài bắt chước, không phải Ngài bắt chước chư Phật quá khứ, mà là Ngài muốn có cái sự nhất quán gì thôi. Thì đây là chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 1 mà Thượng Tọa Gia Lãm vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy nhé. Sao thú kính thưa tôi siêu, có một điều thú vị thứ gì, ngay cả chúng ta có một cái hệ thống luật pháp hiện hành rất là tốt, nhưng mà ở trong luật pháp á, có rất nhiều trường hợp người ta tham khảo tiền lệ. Không phải là vị thẩm phán không có đủ hiểu biết, không đủ khả năng, hay là nền luật pháp không đủ, nhưng mà tham khảo cái tiền lệ nó cũng là một đặc điểm, giống như chúng ta nói về loại kia đây. Bạch thưa tôi siêu, câu hỏi thứ hai đó là phải chăng là khi một người mà có tha tâm thông thì họ cũng có thể tức là họ có thể thu thập được cái hiểu biết, có thể có sự hiểu biết tương đương với cái người mà họ đọc tâm tư. Lấy ví dụ như là một cái vị họ không có được đào tạo về âm nhạc, nhưng mà khi mà họ đọc được tâm tư của một nhạc sĩ đó, thì họ cũng có cái sự hiểu biết tương đồng về nhạc lý, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ trở lại. Kính thỉnh Thượng Tọa. Anh Nam Mô Thầy, cứ bạch chư tăng kính thưa quý vị, ở đây trong cái câu hỏi thì chúng tôi cũng chưa có nắm được cái ý nghĩa, cái mục đích mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi. Ở đây chúng tôi chỉ xin nói đến một cái sự kiện một cái việc có tha tâm thông. Thì cái vị này là do cái khả năng của định, khi mở tâm định tĩnh thanh tịnh nhuần nhuyễn dễ sử dụng, vị đó hướng tâm đến tha tâm trí, khi
khi vị đó khởi lên cái sự tác ý quyết định là sẽ đọc được, sẽ biết được cái tư tưởng của người khác. Khi người khác đang khởi tham, khởi tâm tham thì biết rõ tâm người đó đang có tham. Người đó đang khởi tâm sân thì biết được rõ là tâm có tâm sân, vân vân. Thì cái tham tâm thông đó là biết về sự việc là do theo cái khả năng của thiền định. Cái này nó không có thể nào, chúng ta không thể nói là nó tương đương với cái người đọc được tâm tư của người khác. Cái việc mà đọc được tâm tư người khác nó có nhiều cái nguyên nhân, thưa quý vị. Đọc được tâm tư của người khác là do cái năng lực của tâm định, gọi là tha tâm thông. Còn có người đọc được tâm tư người khác, họ không có tha tâm thông, nhưng mà họ chỉ dựa vào cái sự nhạy cảm của tâm lý. Họ nhìn cái ánh mắt của người đó, của người đối diện, họ có thể đọc được cái tư tưởng. Họ nhìn thấy cái cử chỉ, cái hành vi của người đó, để đọc được tư tưởng. Thí dụ như một vị thiền sư khi mà muốn cho một đệ tử, cho cái vị hành giả một cái đề mục, mà vị đó phải cho hợp theo cá tính. Bây giờ vị đó không có tha tâm thông, nhưng mà vị đó có thể nhìn vào cái tướng đi tướng đứng, cái cách nói chuyện, cái cách ăn cách uống của người đó trong đời sống sinh hoạt, trong đời sống như thế nào, thì cái vị thiền sư có thể biết được cái người đó, cái vị đệ tử nhằm vào ngày sắp cho cái đề mục là nó cho cái thuộc về hạng cá tính nào, cá tính tham hay cá tính sân hay cá tính si, cá tính tầm, vân vân. Bởi vì cái đọc được tư tưởng, lần nữa cái người mà đọc được tư tưởng của người khác á, nó còn có một lý do khác, đó là có một loại thần chú gọi là Manika, tức là có thể đọc được cái tư tưởng của người khác khi mà họ trì cái thần chú đó, như ở trong cái bài kinh, cái bài kinh Suppa, kinh trong trường bộ kinh Suppa Sutta. Khi mà một chàng thanh niên ở tại Nalanda đi đến bạch với Đức Phật ở cái vùng, ở thành phố Nalanda này dân chúng đông đúc, cuộc sống ở trù phú. Nếu mà mọi người dân ở trong thành Nalanda này mà trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn thì như vậy giáo pháp Phật giáo sẽ được hưng thịnh. Cho nên bạch xin Đức Thế Tôn cho ngài hãy cho phép các vị tỳ kheo sử dụng những thần thông như là biến hóa hay là tiên tri tâm của người khác, đoán được tâm người khác, vân vân. Thì Đức Phật ngài nói rằng Như Lai không có tán thán vì giáo hóa thần thông, không có tán thán vì tha tâm thần thông. Như Lai chỉ tán thán về giáo hóa thần thông, chứ Như Lai không có tán thán biến hóa thần thông. Bởi vì muốn biến hóa thì người ta có cái loại bồ chú gọi là Gandhara, người ta có thể biến hóa một, biến ra nhiều, nhiều biến thành một được, có thể thăng thiên đồn thổ được.
Nếu vị tỳ kheo dùng thần thông mà biến hóa vậy thì những người có niềm tin thì họ tán thán, họ quy phục. Nhưng mà những người không có niềm tin và cõi đạo, họ nói ồ cái gì chứ cái đó. Thì tất cả những người nào mà có được cái loại bùa chú Vantara thì có thể xài được hết mà, có thể biến hóa được, vậy đâu có giống gì. Thì họ sẽ chê trách như thế. Hoặc là một vị tỳ kheo khi mà dùng tha tâm thông để đón tâm người khác, nói cho họ biết được họ đang suy nghĩ cái gì, thì làm như vậy có một số người họ cho rằng vị tỳ kheo này có cái năng lực siêu phàm. Nhưng mà những kẻ ngoại đạo họ nói rằng có cái loại bùa thuốc gọi là Marika đó, cái đó thì cái chuyện mà đoán được tâm tư của người khác, người ta dùng cái bùa chú thuật Marika, người ta có thể biết được tâm ý người khác, cái đâu có cần gì đến các vị tỳ kheo. Đó đâu phải là thần thông đâu mà họ chê trách. Thì qua cái đoạn kinh đó đó là chúng ta thấy rõ ràng là ở đây cái chuyện mà cái người đọc được tâm tư của người khác cũng có thể là do nên cái bùa chú Marika. Do đó cho cái chuyện mà bậc tha tâm thông mà hiểu biết được cái sự việc thì cái này nó không có tương đương với cái người đọc tâm tư người khác đâu. Người mà đọc tâm tư người khác bằng cách là xét đoán qua cái hành vi, cái cử chỉ, qua cái lời nói, qua cái tướng mạo, thì cái đó là chỉ là đoán, chỉ là đoán chừng. Thì cái việc mà dùng bùa chú Vantara hay Marika cũng là đoán chừng, chứ không phải chính xác như là một vị có tha tâm thông. Vị có tha tâm thông bị đó là ngồi đọc được cái tư tưởng người khác một cách chính xác. Cho nên ở trong hai trường hợp này chúng ta cần phải phân biệt khác nhau. Chứ nếu mà chúng ta nói một người mà đọc được cái tâm tư người khác á, thì nó có nhiều cái nguyên nhân, có nhiều cái yếu tố, chứ không phải chỉ có mỗi yếu tố là tha tâm thông. Vì vậy cho nên cái vị tha tâm thông có thể biết được sự việc tâm của người khác ở đây như thế nào, thì cái này không có tương đương với cái người mà đọc tâm tư người khác đâu. Ở đây có một thí dụ mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu đó, là một người mà đọc được tâm tư của vị nhạc sĩ thì cũng có thể hiểu biết về nhạc lý. Thì ở đây thưa quý vị, hiểu được tâm tư của nhạc sĩ đó có thể là một người họ rành về tâm lý học. Vì nhạc sĩ đã sáng tác một bản nhạc, người này nghe cái lời nhạc hiểu thấu là vị nhạc sĩ đó đang bộc bạch một cái tâm sự, thì cái người đó họ đọc được cái tâm của một vị nhạc sĩ này là do theo cái ý nghĩa của cái lời nhạc, nhưng mà chưa chắc gì cái người đó là biết về nhạc lý. Cái người mà đọc được tâm của nhạc sĩ cũng phải biết nhạc lý đâu. Cái chuyện mà người ta đoán biết tâm của người khác đó, nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái nguyên nhân, nhiều cái lý do, chứ không phải là chỉ có trong nghề nhạc sĩ với nhau, người mà biết được nhạc lý mới có thể đọc được tư tưởng với nhau, không phải như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giới Đẳng vừa nêu nó buông thầy. Sa thú kinh thì tôi thì tôi pháp thì tôi có mặt ở trước máy không, nếu thì tôi từng nghe được kính thỉnh thì tôi từng trả lời cho câu thảo luận số 3. Thì tôi từng chúng ta nói đến thế trí, chúng ta nói đến kiến kiến văn cường tức, thì ở đây chúng ta nói xa hơn một chuyện, đó là có nhiều bậc thầy, có nhiều vị hòa thượng, có nhiều vị sư cả đó lại không có muốn, không có muốn chư tăng hay là những học tăng đó
có cái trình độ ngoại điểm, tức là kiến thức ở bên ngoài, tại kiến thức ngoài đời, cái thế trí đó, nó không có tốt gì cho đời sống tu tập, các vị quan niệm như vậy. Nhưng mà ở trong ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái những cái môn học thường thức, những kiến văn thường thức được được xem là một ở trong bốn pháp cần sanh khởi, thì Thượng Pháp Tân có nghĩ rằng kiến văn thường thức có lợi cho người tu hay không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì con theo con nghĩ đó thì cũng trước đây có một số vị sư cả cũng như là các vị tôn túc trước đó. Ngày xưa thì các vị cũng cũng ít có quan tâm tới cái việc mà đi giống như cho đệ tử mà đi học các cái kiến thức của bên ngoài, kiến thức của xã hội, hay là các cái, mình gọi là các cái môn thế học. Bởi vì nghĩ ra đời, ra ngoài thì nhiều khi bị tiêm nhiễm cảnh đời rồi này kia, rồi với lại là học những cái môn đó thì có lẽ là cũng không có lợi gì. Theo các vị nghĩ như vậy, không có lợi gì cho cái đời sống tu hành. Thì con nghĩ rằng là người giống như là mình tu tập á, mình cần có đào tạo cái trí của mình, đặc biệt là nói đến cái trí tu tập, dù là trí văn, trí tư hay là trí tu, thì cái điều đó hết sức là cần thiết. Về học nội điển hay là học cái gì pháp học pháp hành, bởi vì một người tu mà mình không có rõ cái đó, có được những cái điều đó thì nó không đúng cái nghĩa của cái người tu, dù học hay là dù hành. Cho nên con nghĩ rằng là cái việc mà mình cần phải học Phật pháp, cả pháp học lẫn pháp hành đó, thì cái đó hết sức là cần thiết. Bởi vì mình tu mà không có hiểu được cái giáo điển, nội dung nội điển ở trong cái lời dạy của Đức Phật, để mà vừa là mình tu tập cho mình, vừa là mình có thể thuyết giảng cho người khác hiểu đó, thì cái này nó uổng lắm, nó không đúng. Còn riêng về mà mình có cái kiến thức, và con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa nghỉ sớm, có con thấy có Thượng Tọa Tuệ Quyền đã vào. Hy vọng là lát nữa Thượng Tọa Tuệ Quyền sẽ chia sẻ thêm một ít. Dạ. Ở đây thì con nghĩ rằng cái việc mà có được các cái kiến văn ở bên ngoài nó cũng là một cái tốt. Dạ, cái tốt. Nhiều khi rồi mình đi tu á, giống như con nghĩ rằng làm một cái vị trụ trì á, thì mình biết Phật pháp là chuyện phải cập. Cái chuyện giáo điển ở trong lời dạy của Đức Phật là sức là cần thiết. Rồi mình cũng phải là biết về pháp hành á, để mà mình trao tâm sửa tấm của mình ở trong cái đời sống thiền tập, thì cái đó hết sức là cần thiết. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng dù là một cái vị trụ trì á, thì nếu mà mình biết được những cái công việc như là cách xếp xếp để xây dựng, hoặc là sắp xếp sao để chỗ nào là chỗ an nghỉ của chư tăng, chỗ nào chỗ an nghỉ của Phật tử, rồi cái chỗ nào là chỗ để lễ bái ngồi thiền, hay là chỗ nào là chỗ để ngồi nghỉ, vân vân. Thì tất cả những cái đó thì cái vị trụ trì cũng phải biết, chứ cũng không phải là không biết cái gì. Rồi con nghĩ rằng thực tế ở trong đời nay đó,
thì cái chùa nó cũng như là một cái mình có thể nói là như là một cái ngôi nhà tập thể gì đó. Ngôi nhà tập thể. Thì tập thể ở đây đó có nghĩa là bao nhiêu Phật tử rồi bao nhiêu chư tăng này có thể lễ lộc hoặc là ngày thường ở đến ở để sinh hoạt, thì có những cái điều đó thì nó là những cái tiện nghi cần thiết. Còn về các cái môn học thì con nghĩ rằng là giống như là ngày nay mình nói là đi học ra ngoài xã hội đi học á, thì ngoài cái diện học nội điển ra thì nếu mình có được kiến thức ngoại ngữ là kiến thức các cái môn học khác nó để mà bù đắp cho mình á, thì bù đắp để mà làm tạo nên cái dáng vẻ là tạo nên cho cái vị tu sĩ của mình vừa hiểu được ở trong Phật pháp rồi vừa hiểu được các cái kiến thức của xã hội nữa, thì để mà mình vận dụng được. Con nghĩ người ta nói rằng cái dĩ văn tải đạo, tức là mình mượn văn để mà mình chuyển tải Phật pháp để mà mình nói hay là mình tu tập, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó cũng tốt, nhưng mà lại là nó cũng tùy vào cái phong tục tập quán nữa. Giống như là người Khmer đó, chư tăng Khmer thì có cái thói quen là tu một thời gian, xuất gia một thời gian rồi xuất ra ngoài, hoàn tục ra ngoài. Rồi trong thời gian đi học đó, thì vừa là học Phật học. Hồi xưa con học Phật học đó, ở trường học viện á, thì con nhớ rằng là có các sư Khmer rất là đông, rồi là vừa là học học Phật học, tức là học ở trong học viện Phật giáo, rồi lại là vừa đi học các cái trường đại học bên ngoài. Nhưng mà chính vì vậy thòng chân ra bên ngoài á, nửa chân này nửa chân kia, thì đó là cái điều kiện để sẵn là cái gì đó hoàn tục. Cho nên là sau này đó là học có khoảng chừng 7-8 vị sư Khmer, mà bây giờ chỉ còn có 1-2 vị còn như là hoàn tục hết. Thì con nghĩ rằng cái chuyện mà mình hiểu biết để mà mình mượn cái gì kiến thức đó để mà mình tô điểm cho cái đời sống tu tập của mình thì việc đó rất là cần. Còn cái ô nhiễm hay không á, cái bị tập nhiễm, bị sa ngã hay không á, thì tùy vào mỗi người. Dĩ nhiên là các vị sư cả cũng có cái lý của các vị sư cả, cũng không muốn là các đệ tử ra bên ngoài học hỏi ở bên ngoài các cái bên ngoài dễ bị nhiễm, bởi vì một khi chưa có vững được thì ra ngoài có nhiều cái thử thách, có nhiều cái cám dỗ như đủ thứ, cho nên là không có thể nào mà giữ vững được cái đời sống tu hành, cho nên các vị đã lo như vậy. Nhưng mà thà là mình không biết cái gì kiến thức ở bên ngoài, các cái môn học ở bên ngoài, kiến thức nghề nghiệp này nghề nghiệp kia, mình là một vị tu sĩ, mình biết được nội điển, biết pháp học, biết pháp hành để mà mình trau tâm sửa tánh tu tập cho mình, thì cái đó nó tốt hơn là cái việc mà mình biết ở bên ngoài quá nhiều mà đời sống tu hành của mình không có thiếu về nội điển, mình không biết nội điển rong rỗng không, thì thật sự ra cái đời sống tu hành của mình nó vừa là không có được bền vững mà vừa là không có làm lợi được gì cho những người chung quanh hết đó. Như vậy thì con nghĩ rằng là theo con nghĩ rằng giống như bên Bắc Tông người ta gọi là học ngũ minh vậy đó, từ việc y phương minh hay là công sở minh, tất cả các cái thứ đó thì năm môn á, thì con nghĩ rằng cái xã hội ngày nay, nhưng mà nếu mà mình vận dụng cho cái đời sống tu tập thì con nghĩ rằng Phật pháp á, là mình cần thiết dù gì đi nữa, thì thà là không biết ở bên ngoài các cái kiến thức của các cái môn học ở ngoài, nhưng mà nội điển của mình có được, mình có pháp học, có pháp hành thì nó đúng nghĩa như là một vị tu sĩ ở trong Phật giáo. Còn mình cũng không có gì xấu hổ. Còn nếu mà mình biết được thêm á, về các cái ngoài cái việc mà mình biết về nội điển, về giáo lý của Đức Phật, rồi về pháp học, pháp hành mình biết rõ vậy, rồi bên cạnh đó thì mình cũng biết được các cái kiến thức khác nữa, thì nó hỗ trợ cho mình để mà mình làm cái việc gì đó ở trong phục vụ cho đời sống tu tập của mình một cách dễ dàng tốt đẹp hơn, thì cũng cần, con nghĩ là cũng cần. Nhưng mà cái việc đắm nhiễm hay không, sa ngã hay không á, nó tùy thuộc vào mỗi người. Và các vị sư cả có một cái suy nghĩ như ngày xưa đó,
thì các ngài không cho đệ tử ra ngoài học cái này cái kia đó, thì sợ là mình sa ngã mê nhiễm hay cái gì đó để bỏ đời sống tu hành, thì các ngài cũng có cái lý do của các ngài. Thì ở đây con xin có được cái ý để chia sẻ liên quan cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thủ cái trường thì học tân thì tòa tư quyền thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa tư quyền nghe được thì tòa tư quyền chúng ta nói về pháp trí, tức là trí tuệ do quán chiếu thực tại. Nhưng mà trong Phật pháp thì tại sao thường nhấn mạnh đến cái hiện tượng sanh diệt? Và ai ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Thì tòa có thể giải thích là tại sao quán chiếu cái pháp sanh diệt nó lại quan trọng như vậy, cái thứ thiệt thôi. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sa Kha Gia, và tôi đi chúng nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con lên đến Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sự tổ chức đại chúng tôi. Các tân thật trong bức ảnh, để được quân thông cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đại quý cô nữ cùng chư Phật tử. Giờ qua thật về kính thưa quý vị, thì nếu mà nói về cái pháp trí, tức là cái trí mà để mà đây là cái trí thuộc về trong cái bốn đạo bốn quả. Trí trong đạo bốn quả tức là cái trí tuệ đó, cái trí tuệ nó đại thiện, nó hợp trí tuệ để sát trừ phiền não, thì là một cái điều hết sức quan trọng. Tại sao với người tu tập khi mà quán chiếu thực tại thì hiện tượng sanh diệt là đặc biệt quan trọng? Thì có thật thì chúng ta biết là để mà chúng ta phát sanh được trí mà quán chiếu mà gọi là thấy được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và sắc pháp đó, thì khi đó chúng ta chứng sơ đạo. Cũng như câu pháp cú mà tôi vừa nói đó, dù sống 100 năm không biết pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày mà biết được cái pháp sanh diệt, hay chúng ta nói chỉ một giờ một phút một khắc mà chúng ta nhận được cái tam tướng, cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của danh và pháp, của danh pháp và của sắc pháp, thì ở đây nó hết sức là quan trọng khi chúng ta tu tập về chánh niệm tỉnh giác một cách nó xuyên suốt và nó vững chắc và nó viên mãn á, thì chắc chúng ta sẽ chứng đạo chứng quả. Cũng như câu nói rằng tu tập suốt trong một tuần thiền quán tứ niệm xứ chúng ta sẽ chứng đạo chứng quả, ở đây nói rằng nó cái thời gian và cái tâm đại thiện nó phối hợp, nó kéo dài, thật sự là dài. Tâm đại thiện hợp trí mà chánh niệm là cơ sở, nó kéo dài một cách liên tục. Cái động tốc tâm nó đi một cách liên tục, và cái khéo như lý thất ý nó đi một cách liên tục. Thì ngay cái đó thì kính thưa quý vị, nó có đủ cái khả năng sát được. Chứ còn chúng ta tu tập mà kiểu như cả năm này tháng nọ ngày kia mà chúng ta vẫn bị gián đoạn về thời gian mà nó không được liên tục, thì cái tầm cỡ mà cái tâm đại thiện mà nó mạnh mẽ và nó đủ dài mà nó hợp trí tuệ như vậy mà dựa trên cái chánh niệm tỉnh giác, thì nhờ cái sự thường thục, nhờ cái sự quán chiếu đó mà người ta mới thấy được. Phải nói rằng đây là cái ngũ uẩn giai không, cũng như không thấy được một cái không có chấp ngã cực nữa đó, thì đó chúng ta là chứng đắc thánh quả luôn, chứng đắc tứ quả luôn nha. Thì ở đây một người mà nói về pháp trí, tức là trí của bốn đạo bốn quả đó, tức là bát chi đạo hợp trong, hay là chánh kiến, hay là sở trí tuệ này, nó dẫn dắt bát chi đạo để hợp trong tâm đạo, trong tâm sơ đạo, trong sơ quả, trong tâm nhị đạo, trong tâm nhị quả, trong tâm tam đạo, trong tâm tam quả, trong tâm tứ đạo, trong tứ quả,
thì phải có cái trí. Cái trí chúng tôi gọi là tham ái nha ná này, gọi là cái pháp trí này, nó khởi sanh. Thì từng giai đoạn của sát trừ coi như là mà chúng ta chứng đắc được dự lưu, chúng ta đã được tư đà quần, rồi chúng ta đắc được tư đà quần, tư đà hàm, a la hàm, và cuối cùng chúng ta chứng đắc a la hán. Thì cái trí tuệ đó nó phối hợp từng khắc vào, và nó đi một cách nhanh chóng. Nhiều khi người ta chứng sơ đạo, người ta chứng sơ quả, nhiều quả, tam quả, tứ quả luôn. Rồi có những người chứng sơ đạo dừng ở đây đó, chứ người chứng sơ quả dừng ở đó, có những người chứng tam đạo tam quả dừng ở đây đó, và không thì chưa có chứng tiếp nữa, thì cái trí nó chưa khai mở được. Cho nên đòi hỏi là tại sao mà chúng ta phải tu tập một cách đặc biệt quan trọng, tức là nó hết sức là cần thiết và hết sức là quan trọng để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm tu này, cái tâm mà quán chiếu này, để mà chúng ta thấy được cái hiện tượng sanh và diệt của sắc pháp. Xong chúng ta phải thấy được cái sự sanh sự diệt của sắc pháp. Một sát na đó mà thấy được cái sự sanh diệt thì một sát na đó chính là chúng ta đã chứng đạo chứng quả đó quý vị. Mà chứng đạo chứng quả một cách đầy đủ từng từ và nó chín mùi. Và lúc đó cái lỗ đắc đạo, chúng ta gọi cái lỗ đắc đạo, nó mới hiện khởi sanh. Cho nên dù sống 100 năm mà chúng ta không có biết, hay chúng ta tu tập mà chúng ta không tu tập một cách đúng đắn, một cách chín chắn, thì tốt hơn chỉ sống một ngày mà biết cái gì, biết ngộ đạo quả, biết chứng đắc đạo quả, biết thành tựu đạo quả. Nếu như pháp độ của chúng ta chín mùi và chúng ta thật sự đã tu tập đúng cái đường hướng, tức là chúng ta tu tập cái thiền quán tứ niệm xứ, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đạo chứng quả. Một mặt khác, nếu như chúng ta không đủ cái duyên thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào tâm chúng ta nó xuyên suốt 7 ngày được, không thể nào xuyên suốt 7 tuần được, không thể nào xuyên suốt 7 năm được. Chắc cái duyên đó, cái duyên của luân hồi hay cái phiền não nó can dự vào trong một thời gian ngắn thôi, thì chúng ta biết chúng ta bị trở ngại. Một người mà thường quán tu tập đó, thì hồi xưa cũng như là có một số tâm tích truyện kể, tức là nhờ mình tu tập nhiều cái nhìn nhiều cái tử thi, nhìn nhiều cái xác chết, cho nên vị này đời này Đức Phật thì nghiệm thấy là vị này thích hợp với đề mục tử thi, vị này thích hợp với cái đề mục thể trượng, vị này thích với đề mục mà quán chiếu với cái sự nhồi nhét của sắc thân, vân vân. Ngài biết được cái cơ tắc, ngài truyền cho cái pháp tu đó vẽ chứng đắc liền. Hay ngài chính vì ngài hiểu được cái cơ tánh của chúng sinh đó, của người hữu duyên với chính ngài, ngài đi thẳng trực tiếp luôn. Thì nhờ cái điều đó là vị ấy đã có cái quán chiếu nó thường thục. Chúng ta tạm gọi quán chiếu thường thục rồi, bây giờ chỉ được Đức Phật ngài khai mở, ngài chỉ vặn cái van, vặn cái nút là người ta hiểu được, người ta giác ngộ được. Cho nên vì vậy nó đặc biệt quan trọng để chúng ta tu tập, để chúng ta làm quen với cái thiền quán, làm quen với cái tệ quán, hay làm quen cái sự quán chiếu. Cái sự thuần thục đó, cái thường cận đó, nó là một pháp hết sức là tốt để một khi một mai chúng ta gặp các bậc thiện trí thức, hay là gặp Phật ra đời, hay các bậc thiện trí thức có thể khai mở cho chính ta. Đối với các bậc thiện thức thì người ta không có tha tâm thông, nhưng người ta có thể nói, có thể chia sẻ. Nhiều khi chúng ta thích hợp với cái đề mục hay thích hợp với cái pháp tu đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhanh chóng chúng ta tiến hóa, nhanh chóng chúng ta thành tựu được. Cho nên để đạt được một cái điều này, đây là một điều cần thiết. Và kính thưa quý vị, xin nhắc lại là để thấy hiện tượng sanh, hiện tượng diệt, mà chúng ta thấy một số người mà nhiều khi tự động mà tự mãn nói rằng tôi thấy được cái sanh diệt, tu đi là mới thấy được cái sự sanh sự diệt của cái tâm này, của cái sắc này, nó có đời nó kèm này hết. Chứ sự thật thấy là chứng rồi, mà chứng chúng ta sợ rồi, mà chứng thì chúng ta không nói,
là người nói thì người có thể chứng có thể không chứng, mà đa số là không chứng, người ta chứng được có nói. Cho nên hiện tượng sanh, hiện tượng diệt tại sao nó có rất là quan trọng và đặc biệt, bởi vì khi thấy được, khi hiểu được, khi liễu tri được, thì ngay khi đó người đó đã chứng đắc ít nhất là sơ đạo sơ quả, đã bước vào dùng thánh. Thì kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thà Giá. Sa thú kính cần thưa tổ thiết quyền. Thưa Phật tử, chúng tôi xin dành cái thời giờ còn lại để tóm tắt về ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Thực ra vấn đề của bài học ngày hôm nay nó nằm ở chỗ là cái bản dịch. Bản dịch nó rất là khó hiểu. Thưa vì trí tuệ của chúng ta ở trong bài học này chia ra là bốn loại trí. Loại trí thứ nhất đó là loại trí do chúng ta quan sát thực tại, hay là chúng ta nói về gì là khoa học tự nhiên. Một cái vật gì đó mà chúng ta trực tiếp quan sát, trực tiếp cảm nhận, thì ví dụ như sự sanh diệt của từng hơi thở, sự sanh diệt từng cảm thọ, hay là ông Newton ông quan sát trái táo không hiểu sức ly tâm chẳng hạn, cái đó là trí tuệ thứ nhất gọi là Thamayana, gọi là Thamayana, tức là cái trí sanh khởi từ cái hiện tượng, hiện tượng thực tính của pháp. Cái pháp thứ hai đó là nó là như vậy thưa quý vị, là cái trí tuệ sanh khởi do hiểu những cái điểm tương đồng. Chúng tôi lấy ví dụ như là người ta nói rằng có 10 điểm tương đồng mà tất cả những tỷ phú đều có giống nhau. Những tỷ phú có thể là già trẻ, giàu nghèo, giàu nhiều giàu ít, làm nghề này nghề kia, nhưng mà họ có 10 điểm mà tương đồng, một 10 điểm tương đồng khiến cho họ thành công. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Hay là khi mà chúng ta nói đến anh Ba Dê đó, là giả sử như vậy, bây giờ mình nói rằng cái đặc điểm của các quốc gia phát triển là gì, là kiểm soát được dân số. Những quốc gia phát triển họ có đặc điểm là hầu hết gia đình là hai hoặc là một đứa con. Chứ những quốc gia phát triển không có, rất ít trường hợp mà gia đình sinh là 6-7 đứa con. Còn những quốc gia nghèo thường con rất là đông. Hay là đa số những quốc gia phát triển thì cái thành phần trung lưu nhiều. Mà nếu quốc gia nào mà người giàu nắm phần lớn và số người còn lại, số phần đông mà quá nghèo thì sẽ không phát triển. Hay hoặc giả là các quốc gia phát triển, các quốc gia giàu có thường có hạ tầng cơ sở rất tốt. Thì cái chuyện mà kiểm soát được dân số, vấn đề mà cái số lượng dân trung lưu đông, cái vấn đề mà hạ tầng cơ sở tốt, đó là những tương đồng giữa các quốc gia phát triển. Thì khi mà chúng ta nhìn vấn đề gì đó, nó có cách tham khảo đó, thì chúng ta nhìn cái điểm tương đồng của những người ở trong giới nào đó, hay là của vấn đề nằm ở chung vấn đề nào đó, thì chúng ta có thể nhận ra vấn đề. Thành ra cái chữ anh bây giờ nha năng á, tức là cái trí tuệ được hiểu từ sự nhận thức của những cái điều tương đồng. Và cái thứ ba đó gọi là tha tâm trí, thật ra có thể dễ bị hiểu lầm, đó là trí tuệ độc tâm của người khác, không phải như vậy. Tha tâm thông á là tha tâm thông, nhưng mà ở đây á là khi mà chúng ta nói là bariye, như bariya là người khác, bariye nha năng á tức là trí tuệ do mình lắng nghe những người chuyên môn và mình lãnh hội được cái sự suy nghĩ của họ. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái vị A-la-hán, có thể vị đó không phải là một nhà toán học, không phải là một vị nuôi ngựa, nhưng mà khi mà vị nói chuyện với người nuôi ngựa, nói với nhà toán học, do cái đọc được cái tâm ý vị đó, vị đó hiểu được cái căn tính của người đó. Dạ, tại vì người đó là nuôi ngựa, cái tính họ, cái cách họ suy nghĩ như vậy, tại đó là chuyên môn của họ. Ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, nếu chúng ta có khả năng cảm nhận, đọc được cái tâm tư của những chuyên gia, thì chúng ta sẽ hiểu biết rất nhiều.
Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ một người nấu ăn rất là khéo, hay là người trồng cây rất là khéo, hay là một người dục rất là khéo. Khi mà họ nói chuyện đó, mà chúng ta chịu khó lắng nghe, chúng ta lắng nghe, chúng ta hiểu những người đó nói, lãnh hội được, thì chúng ta sẽ học ở người đó rất là nhiều. Cái đó là Parinyana, tức là cái trí tuệ do chúng ta thu lượm được từ cách suy nghĩ, từ cái chuyên môn của, chứ không phải là ở đây nói là tha tâm thông. Chúng ta nên hiểu rõ về điểm đó. Và cái sau cùng là trí tuệ sanh khởi, là do cái môn học thường thức. Môn học thường thức ở đây tức là túi khôn của nhân loại. Chúng ta đi học ở trường về vệ sinh, về địa lý, về sử ký, về vật lý, về khoa học vân vân, thì cái đó là cái kiến văn thường thức. Chúng ta có được đào tạo, có được học thì chúng ta mới có được. Ra, khi mà chúng ta nói bốn cái lợi trí này đó, thì thưa quý vị, thật ra thì đây là bốn cái thứ trí tuệ. Trí tuệ do thể nghiệm sự thật, trí tuệ do nhìn thấy những tương đồng, và trí tuệ do lắng nghe và lãnh hội được cái suy tư của những chuyên của người chuyên môn, và cái trí tuệ do kiến văn hiện thực. Cả bốn cái thứ trí tuệ này đó, thưa quý vị, nó đều có lợi cho đời sống của chúng ta, rất có lợi, và lợi lắm. Tại sao nó có lợi cho đời sống? Tại vì từ chỗ đó nó cho chúng ta những gợi ý, cho chúng ta sự hiểu biết. Nếu mà mình mà không có cách suy nghĩ này, thật ra mình không hiểu biết nhiều. Chúng tôi rất là cảm ơn hôm nay đó, có những người họ chuyên môn. Họ biết về, hay là những họ biết về 11 cái sự tương đồng của những người mà họ sống hạnh phúc, thì ở trong 11 điểm tương đồng đó chúng ta thấy rất nhiều gợi ý rất là đẹp. Thí dụ như những người sống hạnh phúc đó, họ ít có soi mói người khác, họ ít đổ lỗi cho người khác, mà những người sống hạnh phúc đó, thường là họ trân trọng niềm vui của chính họ, họ nhìn lại bản thân của họ hơn. Thì chúng thấy rõ ràng đó là một cái điểm mình gọi là điểm tương đồng của mọi người. Chúng ta học điều đó rất là nhiều. Hay là chúng ta nói về những người ở trong cuộc đời này rồi, mà họ có óc sáng tạo, họ có nhiều sự sáng tạo, thì chúng ta tìm ở họ có những điểm tương đồng, và chúng ta có thể đọc được, dạ, chúng ta có thể đọc được những điểm tương đồng đó. Và bây giờ thì thường thưa quý vị, chúng ta nói về ba thứ trí, là trí do trí do nghe, do học hỏi, trí do suy tư, và trí do sự tu tập. Thì ở đây có người đặt lại một câu hỏi là ở trong bốn thứ trí này đó, thì cái trí nào nó thuộc về trí do nghe, trí nào trí do suy tư, thế nào là trí do tu tập. Thì trước nhất, cái loại trí đầu tiên mà chúng ta gọi là pháp trí đó, thì nó gần như là giống như cái trí tu mà chúng ta thường nghe. Trí tu tập tức là trí của một người hành thiền quán, mà dựa trên cái sự quan sát thực tại, quan sát thân tâm của mình. Nhưng mà ở đây khi mà nói đến pháp trí thì nó rộng hơn nhiều. Vậy pháp trí không đơn giản là trí tu, mà pháp trí là tất cả cái gì mà thuộc về khoa học tự nhiên và quan sát tự nhiên. Cái quan sát tự nhiên đó là chúng ta dành thời giờ tập trung ghi nhận và quan sát thực tại. Quan sát thực tại thì dù là thực tại của một người tu thiền đối với thân tâm của mình, hay hoặc giả là một người quan sát thực tại đối với thế giới này, thì người đó sẽ học được rất là nhiều điều. Càng ngày đó thì con người, nhất là khoa học và nền giáo dục mà mình chúng ta gọi là nền giáo dục đó, càng khuyến khích con người nên hiểu về khoa học tự nhiên. Trước khi mà chúng ta đưa ra một cái lập thuyết, hay là đưa ra một cái quan điểm gì đó, thì đầu tiên là chúng ta phải quan sát những hiện tượng, và càng trung thực với hiện tượng thì chúng ta càng hiểu nhiều. Cái đó chúng ta gọi là pháp trí. Nhưng mà thưa quý vị, đi tìm những điểm tương đồng nó cũng cho chúng ta nhiều nhiều cái gợi ý rất là quan trọng. Những người thất bại đó, hay là những người sống bị trầm cảm đó, họ có những điểm rất giống nhau, và những điểm rất giống nhau đó là điểm mà chúng ta nên học được.
và những người thành công, những người nhiều sáng tạo, những người hạnh phúc, họ cũng có những điểm giống nhau, và những điểm đó chúng ta cũng có học được những lời ý rất là quan trọng. Thì nói tóm lại là ở trong cái chữ Anguaye đó, là chúng ta đi tìm cách tương đồng. Ngay cả Đức Phật khi mà Ngài nói về bốn cái phương châm mà truyền thống đó, thì Ngài cũng dạy rằng từ ở trong quá khứ xa xưa cho đến ngày hôm nay, các cái vị sa môn và la môn mà gọi là bậc chân tu thật học thì đều thừa nhận bốn điều. Đó là các vị tán thán đời sống vô tham, đời sống vô sân, đời sống có chánh niệm và đời sống có chánh định, có niệm. Thì ở đây dạ, xin lỗi quý vị có nghe được không? Xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ. Nó cũng là một điểm rất là thú vị khi mà trong bài học này thì Đức Phật Ngài cũng đề cập đến cái trí tuệ do cái kiến văn thưởng thức cho những môn học thưởng thức. Thật ra ở trong thế gian này đó, học thuật hay là giáo dục đó, nó là một sự góp nhặt túi khôn của nhân loại, góp nhặt cái tinh hoa của nhân loại. Và những môn học nó cũng có cái lợi và nó cũng có điều rất là cần để cho chúng ta biết tới, chứ không phải là chúng ta không biết. Do vì bốn thứ trí này và bốn thứ trí này thật ra nếu chúng ta nghiệm cho kỹ thì ở đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy rằng đối với Phật pháp thì hiểu biết được xem như là một cái gì rất là rộng, cái gì rất là thù diệu. Nó không đơn thuần là hiểu một khía cạnh, một chiều, một sự việc, mà nó là một cái nó là chúng ta chẳng những quan sát, chúng ta đi tầm nhìn cuộc sống với cái nhìn rộng rãi. Và không may cho chúng ta là ngày nay có đôi khi khi mình nói về hiểu biết, nói về tri thức thì chúng ta thường đóng khung. Và cái đóng khung nó không có lợi cho chúng ta nhiều lắm. Dạ, nếu chúng ta chịu khó suy tư quan sát thì chúng ta sẽ học hiểu được rất là nhiều. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nhân bài học ngày hôm nay. Và cũng mong rằng tất cả quý Phật tử sẽ kiên nhẫn, là vì hôm nay thì hình như phao thoát có vấn đề. Chư Tăng cũng như quý Phật tử than phiền với chúng tôi rằng cứ vào rồi phải ra, rồi vào phải ra, liên tục không có được không có được liên tục mà cứ bị gián đoạn. Lâu lâu thứ thì có thể là phao thoát có vấn đề như vậy, và nhất là phao thoát mới đôi khi họ có những phao thoát đó là sự tương tác hai chiều, và đôi khi các cái đường truyền internet đó họ không đồng ý cái đó, họ kick out internet. Cái này là cái mà chúng ta bị rất thường ở một số những cái software khác. Bây giờ thì càng ngày người ta càng sợ vấn đề hacking ấy, mà phao thoát đôi khi họ lại đi quá xa ở trong một cái số việc nào đó. Khi họ tìm hiểu về cái IP number của mình, thì nó cũng là vấn đề. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thu sa thu lành thai già chúng tiến giác đạo giác. Dạ. Con tự mẫn, chúng trong room, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn chúng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn giảng dạy con tiến hành trình tu tập
hầu mong đem lại an lạc trong đời sanh, hướng đến đạo quả giải thoát, hướng đến. Kính cảm ơn đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp sứ ngôn viên. Cảm ơn ở cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con ở cho chư tôn chư thân tâm thường thường lạc phận sự viên thành, thân tâm đạo hữu luôn an lạc đạo hữu trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình